Rồi tiếp theo là một uh, linh sam hả anh em Linh sam uh, sông hình nè Cây này thì mới làm tàn uh, mặt lá ha. đó, Cây thì cái cốt to hơn con tay cái Cao uh, tầm 25 hả anh em Tàn ngang 20 đó, Tàn đầu xương rồi em lọt hết đây ha Này về anh em mình giờ chăm thêm Cây này em xin giao lưu với anh em giá 280k bao ship ha 280k em bao ship này cũng đang có bông luôn ha anh em bông màu tím ha sông hình 280k thôi ha anh em này về mình lên cái chậu mình chơi cũng được luôn ha rồi anh em nào thích thì liên hệ ủng hộ cho em ha